chương 2161, đối chọi gay gắt. Trống trống trống. Thần Long rít gào, chính điệu phong thần Long đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lao ra mặt nước, hướng tới trong hư không bay đi. Vương Ti ngồi ở trên Long ỷ phía sau một người danh Long cung cường giả đi theo, ước chừng hai vạn danh Long cung thành viên, tản ra khủng bố vô cùng khí thế. Thần Long bay lên không, từng tiếng Long khiếu, vang vọng toàn bộ tinh cầu. Đó là Long cung cường giả, bọn họ muốn làm cái gì? T, các ngươi xem, chính điều thần thú lôi kéo kia long vương phía sau một chúng long cung cường giả bọn họ là đi làm cái gì trên tinh cầu vô số người ngẩng đầu hướng tới trong hư không nhìn lại trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc muốn chạy trốn sao một ít người ánh mắt lập lòe lẩm bẩm nói không đúng bọn họ ngừng ở trong hư không thực mau bọn họ liền phát hiện không thích hợp chính điều ước chừng có vạn mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ ngừng ở trong hư không bọn họ thật lớn long cánh hơi hơi kích động hơn hai vạn danh long cung cường giả đứng lặng ở trên hư không trung bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vị trí dường như đang chờ đợi bọn họ là đang chờ đợi sấm sét thần chủ bọn họ đang chờ đợi vĩnh hằng sấm sét thần chủ bọn họ đã đến đột nhiên một cái bé nhọn khiếp sợ thanh âm vang lên lệnh chung quanh một ít người sắc mặt khẽ biến này long cung muốn cùng vĩnh hằng sấm sét vừa đến đế sấm sét thần chủ chính là tự mình xuất chinh đây chính là một người vĩnh hằng thần chủ nha long cung có tin tưởng ngăn cản trụ thần chủ công kích Long cung hẳn là có cái gì ác chủ bài, nếu không làm sao dám như thế kiêu ngạo trực tiếp ở trên hư không trung nên đón sấm sét thần chủ bọn họ đã đến. Bắt phạt tự do mậu dịch trên tinh cầu mọi người đầy mặt khiếp sợ nghị luận. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng hiểu biết đến, Long cung là làm tốt cùng Vĩnh Hằng sấm sét tác chiến chuẩn bị. Nếu như này Long cung thật sự chặn lại tới, kia toàn bộ Bắc vực sẽ thay trời đổi đất. Một ít người ánh mắt lập lòe, trong miệng lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Long Vương, căn cứ chúng ta được đến tin tức, Vĩnh Hằng sấm sét hẳn là một giờ nội liền có thể đã đến. Trong hư không, Quy Thừa tướng đi vào Vương Tiên bên cạnh, hướng tới hắn hội báo nói: "Long Vương, hiện tại ta đã mệnh lệnh yêu tà tiến công sắc thép tinh cầu." Ám Liệt khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, hướng tới Vương Tiên hội báo. "Ân." Ừ. Vương Tiên nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trong hư không, lặng lặng chờ đợi. Mênh mang trong hư không, hai chỉ khổng lồ vô cùng lôi giác thần thú lôi kéo một tòa lôi chi chiến cốc lao nhanh. Chiến cốc thượng, một người danh cường giả đứng ở mặt trên, phía trước nhất vị trí, sấm xét thần chủ dựa vào ở thần tòa thượng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước. Ân. Đột nhiên, đứng ở sấm xét thần chủ bên cạnh lôi thần hơi hơi sửng sốt, lấy ra thông tin thạch bàn. Đương hắn nhìn đến mặt trên tin tức khi, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thần chủ đại nhân, kia long cung thế nhưng ở tinh cầu trên không chờ đợi chúng ta đã đến. Lôi thần thấp giọng hướng tới sấm xét thần chủ hội báo nói. Ân. Sấm xét thần chủ trên mặt không có chút nào dao động, lúc này đây, hắn sẽ làm Long Cung biết, cũng sẽ làm cho cả Bắc vực biết, đắc tội bọn họ vĩnh hằng sấm sét kết cục. Nhổ cỏ tận gốc, một cái không lưu. Từng viên sao trời hiện lên, thần cảnh đỉnh lôi giác thần thú tốc độ phi thường khủng bố. Thần chủ đại nhân, mau tới rồi. Tiếp cận một giờ thời gian, một người lôi thần hơi hơi nheo lại đôi mắt, tràn ngập sát khí nhìn chầm chầm về phía trước phương. Âm âm âm. Âm 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 phía trước hai chỉ lôi kéo lôi chi chiến cốc lôi giác thần thú ánh mắt thật lớn đồng mắt nhìn chầm chầm phía trước ngẩng đầu lên đồng thời phát ra từng tiếng rít gào bùm bùm giờ khắc này toàn bộ lôi chi chiến cốc hoàn toàn bị lôi điện bao trùm lôi đình thanh âm che đậy phạm vi hơn một ngàn km phạm vi hai chỉ thần cảnh đỉnh lôi giác thần thú lôi kéo chiến cốc giống như từ hoang dã trung bước ra thanh âm truyền khắp chung quanh hư không tới t thật là khủng khiếp khí thế hai chỉ thần thú lôi kéo một cái lôi đình sơn cốc lúc này ở vào mấy ngàn vạn km chỗ bắt phạt tự do mậu dịch trên tinh cầu, đương mọi người nghe thế từng tiếng rít gào, cảm nhận được này cũng bố đi thế khi, mọi người sắc mặt biến đổi. Toàn bộ trên tinh cầu mấy chục tỷ người ngẩng đầu nhìn lại, có thậm chí bay đến trong hư không, đầy mặt kinh ngạc nhìn lại. Hai chỉ mấy ngàn mét lớn nhỏ thần cảnh đỉnh thần thú, lôi kéo một cái lôi đình bao trùm sơn cốc, là thật lệnh người chấn động. 1 2 3 bốn. Vương Ti ngồi ở trên long ỷ, nhìn đến đã đến vĩnh hằng sấm sét, chậm rãi đứng lên. Đối mặt một người thần chủ, hắn không thể không thận trọng, không thể không coi trọng. Ánh mắt đảo qua vĩnh hằng sấm sét mọi người, nhìn bốn gã cả thần cảnh đỉnh sức chiến đấu thành viên, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ có bao nhiêu đại trận trưởng đâu, hiện tại xem ra, vĩnh hằng sấm sét bất quá như vậy. Vương Tiên đứng ở Long ỷ trước, nhìn chiến cốc thần tòa thượng trung niên, nhàn nhạt nói. Thanh âm, trực tiếp truyền vào sấm sét thần chủ trong tai, cũng truyền vào vĩnh hằng sấm sét mọi người trong tai. Làm càng. Một tiếng tràn ngập sát khí tiếng hô, từ một người lôi thần trong miệng truyền ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai cái lôi giác thần thú bạo ngược nhìn chằm chằm hướng Vương Tiên, phát ra rung trời tiếng hô. Này tiếng hô, giống như lôi điện mưa to trước nổ vang. Một đám con kiến cũng dám lãng phí ngô là lúc gian, tội không thể tha thứ. Sấm sét thần chủ ánh mắt đảo qua Vương Tiên một chúng, trong mắt tràn ngập miệt thị chi sắc, lạnh lùng phun nói. Ở hắn ánh mắt đảo qua thời điểm, liền đã cảm ứng được toàn bộ tinh cầu, không có cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại không có thần chủ cấp bậc, còn dám khiêu khích hắn vĩnh hằng sấm sét. Hảo cường thế. Tự do mậu dịch tinh cầu nội mọi người nghe được sấm sét thần chủ những lời này, hơi hơi há to miệng. Này hoàn toàn là không đem Long cung đặt ở trong mắt. Trống trống trống. Trống trống trống. Đương chính điều phong thần long nghe được đối diện thần thú rít gào, đồng thời rít gào một tiếng, một cổ long uy tràn ngập mà đi. Ha ha, chúng ta này đàn con kiến đều có thể đủ lệnh sấm sét thần chủ tự mình đã đến, xem ra vĩnh hằng sấm sét cũng bất quá như thế. Vương Tiên nghe được sấm sét thần chủ miệt thị, nhàn nhạt cười nói. Đối chọi gay gắt. Lôi giác thần thú rít gào, phong thần long rít gào. Ở trong nháy mắt, từng luồng khủng bố khí thế liền xông thẳng phía chân trời. Ở vào trung ương vị trí, dòng khí dường như đều động lại lên. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được này khủng bố không khí. Phía dưới trên tinh cầu người ngừng thở, nhìn chầm chầm trận này bắt vực thế kỷ chi chiến. Oanh! Bùng bùng! Đương Vương Tiên nói âm rơi xuống thời điểm, đối diện vị trí, sấm sét thần chủ trong mắt phục ra ra một cổ khủng bố lôi điện, thân hình hắn trực tiếp đứng lên, màu tím lôi điện ở trên hư không trung nổ vang một tiếng. Lôi điện dường như thuấn di giống nhau, nháy mắt xuất hiện ở long cung cây số phía trước, một đạo lôi điện lóng lánh toàn bộ long cung. khạch 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 sấm sét thần chủ thật đúng là không coi ai ra gì nha, thật cho rằng chúng ta không có điểm thực lực liền dám khiêu chiến ngươi vĩnh hằng sấm sét sao? Vương tiên một bên nhìn đến muốn trực tiếp đưa bọn họ mặc diệt sấm sét thần chủ ám liệt ma long lạnh lẽo nở nụ cười hắn ánh mắt nhìn chầm chầm tia sấm sét kia, cánh tay vung lên. Một đoàn hắc ám, nháy mắt hướng tới lôi điện bao vây mà đi. Tấu chương xong. Chương 2162, một sớm thanh danh khởi uy truyền vô ngần khu thượng. Ông ông ông. Bùm bùm. Một đoàn hắc ám, trực tiếp đem kia một đạo sấm sét bao trùm, màu tím lôi đình trong bóng đêm kịch liệt tránh thoát lệnh hắc ám vẫn luôn biến ảo hình thái. Chậm rãi, lôi điện tiêu tán, hắc ám tiêu tán. Ân. Nhìn đến Long cung nơi đó, có một người trực tiếp ngăn cản trụ sấm sét thần chủ công kích trên tinh cầu sở hữu cường giả hơi kinh hãi quả nhiên long cung cũng không phải chịu chết mà là bọn họ có được đối kháng ác chủ bài mọi người thầm nghĩ trong lòng ánh mắt lập lòe nhìn lại thần chủ đại nhân cái kia thanh niên hẳn là chính là nháy mắt hạ gục chính lôi gia hỏa hai gã lôi thần nhìn đến ám liệt thế nhưng ngăn cản trụ bọn họ thần chủ đại nhân công kích sắc mặt căng thẳng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhưng mà một bên sấm sét thần chủ cũng không có để ý tới bọn họ hắn ánh mắt đồng dạng gắt gao nhìn chầm chầm ám liệt. Hắn màu tím trong mắt, phục ra ra một cổ khủng bố ánh sáng. Là ngươi cái này xuất sinh. Thấp giọng riết gào từ hắn trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được sấm sét thần chủ phẫn nộ cùng sát khí. Ân. Ừ. Hai gã lôi thần hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn chầm chầm ám liệt. Tổ đồ vật, nói chuyện chú ý một chút, cũng không nhìn xem chính mình bên cạnh còn có vài tên lôi thần, khặt khặt khặt. Ám liệt nghe được sấm sét thần chủ nói, đầy mặt lạnh lạnh hướng tới hắn lạnh băng nói tại đây vạn chúng chú một dưới, trực tiếp xưng hô sấm sét thần chủ vì cẩu đồ vật, này phóng nhãn mấy chục vạn năm tới, hắn phỏng chừng là đệ nhất nhân. T, này đây là tình huống như thế nào? Mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt tràn ngập chấn động chi sắc. Trên tinh cầu một ít người ánh mắt đồng thời nhìn về phía đứng ở long ỉ trước ám liệt, trong mắt tràn ngập chấn động. Hắn thế nhưng xưng hô sấm sét thần chủ vì cẩu đồ vật. Mà sấm sét thần chủ rõ ràng cũng nhận thức cái kia thanh niên. Ngươi là ngươi, hắc ám ma long, hắc ám ma long. Lúc này, hai gã lôi thần suy đoán đến ám liệt thân phận trừng lớn đôi mắt quát không nghĩ tới các ngươi long cung thế nhưng cùng ma quật ma long thông đồng làm bậy một người lôi thần sắc mặt khẽ biến lạnh giọng quát khạch khạch ta ám liệt tự biết sát nghiệt quá nặng bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu nhập vào long vương thủ hạ gia nhập long cung chế tạo hài hòa thế giới cái gì ma quật ma long ngày sau kêu ta long cung ma long khạch 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 ám liệt nghe được lôi thần nói cười nói ma quật hắc ám ma long trên tinh cầu một đám người nghe được bọn họ nói chuyện, trên mặt lộ ra kinh hải thần sắc. Bọn họ nhìn chầm chầm ám liệt, như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng là ma cuộc cái kia hắc ám ma long. Cái kia lệnh vĩnh hằng sấm sét tổn thất thảm trọng hắc ám ma long. Bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu nhập vào long vương thủ hạ, này tình huống như thế nào? Long cung thu phục kia hắc ám ma long. Một cái cá nhân nghe ám liệt nói, trên mặt có chút phát ngốc. Hắc ám ma long, thượng một lần làm ngươi chạy thoát, lúc này đây ta sẽ đem ngươi thủ cấp treo ở ngô chi vĩnh hằng thần quốc thượng sấm sét thần chủ nhìn chằm chằm ám liệt trong mắt phục ra ra một cổ khủng bố sát khí bởi vì cái này hắc ám ma long bọn họ vĩnh hằng sấm sét tổn thất hơn 10 người lôi thần tổn thất gần ngàn vạn đệ tử càng là một cái tinh cầu bảo vật toàn bộ bị đoạt lấy đi thậm chí chính mình cũng bởi vậy bị thương bất quá lúc này đây hắn quyết định cho dù là trả giá một ít trầm trọng đại giới cũng muốn đem chi chém giết bùng bùng cùng bạo lôi điện ở hắn chung quanh tạc khởi một cổ khủng bố năng lượng ở hắn trong cơ thể ấp ủ ong ong Nhưng mà đúng lúc này, một bên một người lôi thần trên người thông tin thạch bàn đột nhiên không ngừng run rẩy. Hắn sắc mặt khẽ biến, lập tức mở ra thông tin thạch bàn. Đường hắn nhìn đến mặt trên tin tức khi, sắc mặt cuồng biến. Thần chủ đại nhân không hảo, sắc thép tinh cầu gặp đến yêu tà xâm lấn. Hắn sắc mặt vô cùng nang kham hướng tới sấm sét thần chủ thấp giọng quá. Ân. Sấm sét thần chủ quay đầu, trong mắt phục ra ra khủng bố ánh sáng. Hắn chậm rãi nhìn chầm chầm hướng ám liệt ma long, trên mặt hơi hơi có chút dữ tợn súc sinh, 10 phút nội, ta tất làm thịt ngươi. Hắn đầy mặt cùng bạo gào thét, chung quanh một tiếng nổ vang, cả người nháy mắt biến mất. Màu tím lôi điện bao trùm toàn thân, phía trên trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái bao trùm phạm vi mấy ngàn km lôi đình. Lôi đình giống như muốn tiêu diệt thế giống nhau, bay thẳng đến Long cung mọi người bao trùm mà đi. Thấy như vậy một màn, ngay cả Vương Tiên đều hơi hơi hít một hơi. Khủng bố như vậy. Trống trống trống. Lúc này, một bên ám liệt rít gào một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ thân hình phát sinh khủng bố biến hóa. Long đầu, long khu, long đuôi chậm rãi bao trùm toàn thân, hắn đỏ như máu long mắt nhìn chầm chầm trên không lôi đình, mở ra long miệng phun ra một đoàn long tức. Hắc ám long tức, bay thẳng đến trên không bay đi. Trống trống. Cùng lúc đó, hắn lay động hơn hai vạn mễ thân hình, bay thẳng đến sấm sét thần chủ công kích mà đi. Cấp ngô chết. Sấm sét thần chủ đôi tay vung lên, một đầu lôi mâu một đầu lôi chù y, giao nhau ở bên nhau, trực tiếp nở rộ ra một đạo giao nhau lôi đình. Lôi Đình hướng tới Ám Liệt tập kích mà đi. Sấm Sét, ngươi cho rằng lão tử vẫn là thượng một lần bị ngươi khi dễ lão tử sao? Ám Liệt điên cuồng hét lên một tiếng, dò ra chính mình Long Trảo, mặt trên khủng bố hắc mang bao trùm, bay thẳng đến kia Lôi Đình chụp tới. KKK Lôi Đình bị hắn bắt lấy, hắn mở miệng, một ngụm phun đi, trực tiếp lệnh Lôi Đình tiêu tán. Tuy rằng hai chiêu phá giải Sấm Sét thần chủ công kích, nhưng có thể làm được này một bước đã phi thường cường. Ân. Sấm Sét thần chủ thấy như vậy một màn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra nang tham thần sắc. Hắn có thể cảm ứng được, này ma long so thượng một lần cường đại rất nhiều. Thượng một lần, này ma long chỉ có thể đủ đào vong, mà lúc này đây, lại có thể cùng chi chống lại. Đáng chết. Trên mặt hắn lộ ra vội vàng chi sắc, nếu như không thể đủ trong thời gian ngắn đem chi chém giết, khi yêu tà sẽ tàn sát bừa bãi toàn bộ vĩnh hằng sấm sét. Hiện giờ vĩnh hằng sấm sét cường giả toàn bộ ở chỗ này, phía sau đại bản danh thế nhưng sẽ bị tàn sát bừa bãi trở thành phế tích mấy chục vạn năm tới cơ nghiệp sẽ hủy trong một sớm cần thiết mau chóng giải quyết chiến đấu sấm xét thần chủ trong lòng lửa giận cuồng thiêu ha hả cho ta sát hôm nay làm chúng ta long cung tới lĩnh giáo một chút kinh sợ bắt vực mấy chục vạn năm vĩnh hằng sấm xét lúc này phía dưới vị trí vương tiên thanh âm vang lên hắn nhìn đến vĩnh hằng sấm xét bị ám liệt kiềm chế lập tức phóng thích công kích mệnh lệnh ám liệt không phải vĩnh hằng sấm xét đối thủ cho nên ở hắn kiềm chế trong khoảng thời gian này hắn phải hảo hảo lợi dụng chỉ có như vậy, sấm sét thần chủ mới có thể kiên kỵ, mới có thể khuất phục. Trống rống, sát. Một chúng long cung cường giả ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước vĩnh hằng sấm sét một chúng cường giả, điên cuồng hét lên một tiếng. Ngao kỳ ngao tinh một ngao tề thiên cùng với mặt khác bốn gã cả thần cảnh đỉnh sức chiến đấu thành viên bay thẳng đến vĩnh hằng sấm sét bay đi. Bọn họ trên người mang theo khủng bố sát khí. Sát. Phía sau, long cung hai vạn thành viên theo sát sau đó. Khiêu chiến vĩnh hằng sấm sét, không sợ chút nào. Vương Tiên vui mừng ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước. Đối diện gần bốn gã thần cảnh đỉnh, hắn không cần ra tay. Chỉ cần ngồi ở chỗ này phủ lãm. Tấu chương xong. Chương 2163, một sớm thanh danh khởi uy truyền vô ngần khu trung. Đánh nhau rồi. Đương trên tinh cầu mọi người nhìn đến Long cung đệ tử hướng tới Vĩnh Hằng sấm sét công kích mà đi thời điểm, một đám trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Bọn họ ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn. Không xong nhưng mà giờ này khắc này vĩnh hằng sấm sét hai gã lôi thần nhìn đến long cung một chúng cường giả công kích mà đến cảm thụ được ngao tề thiên ngao tinh một ngao tề cùng với một chúng cùng long long chủng khủng bố vi thế thời điểm sắc mặt biến đổi lớn dẫn đầu tiến lên ngao tề thiên bảy người mỗi người trên người đều tản ra một cổ thần cảnh đỉnh khí thế khủng bố khí thế cùng bạo hướng tới bọn họ đánh sâu vào mà đến ở bảy người phía sau một chúng long cung thành viên đồng dạng có được uy thế cường đại bảy tên thần cảnh đỉnh bọn họ bên trong có bảy tên thần cảnh đỉnh cường giả một người lôi thần nhìn không được thất vọng quát bảy tên thần cảnh đỉnh đã không phải bọn họ có thể ngăn cản một khi long cung bảy tên thần cảnh đỉnh cường giả đánh sâu vào lại đây bọn họ vĩnh hằng sấm sét căn bản ngăn không được cái gì này long cung như thế nào sẽ như vậy cường vĩnh hằng quân đoàn các đệ tử sắc mặt khẽ biến bọn họ làm vĩnh hằng sấm sét nhất cường đại quân đoàn tự hỏi có thể đối kháng vô ngần khu vực sở hữu quân đoàn nhưng là đối mặt có được bảy tên thần cảnh đỉnh thế lực bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ bất quá hiện giờ vĩnh hằng sấm sét tổn thất thảm trọng các cao chỉ có hai gã lôi thần ở các ngươi xem long cung có bảy tên thần cảnh đỉnh cường giả t long cung thực lực so vĩnh hằng sấm sét cường quá nhiều vĩnh hằng sấm sét chỉ có hai gã lôi thần vĩnh hằng sấm sét phải có đại phiền toái sấm sét thần chủ bị kiềm chế bọn họ căn bản không phải long cung đối thủ bắt phạt tự do mậu dịch trên tinh cầu người nghe được lôi thần nói hơi hơi mở miệng có chút trợn mắt há hốc mồm long cung thế nhưng có bảy tên thần cảnh đỉnh cường giả này vẫn là ở kia Long Vương không có ra tay dưới tình huống, kia Long Vương thực lực, tuyệt đối không kém gì thần cảnh đỉnh. Một ít nhân tâm trung ám đạo, ánh mắt nhìn ngồi ở trên Long ỷ đầu sinh hai sừng, cao chót vót Long Vương. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng sinh ra nồng đậm kính sợ chi sắc. Trống trống, ăn ta một bổng. Cùng bạo ngao tề thiên tay cầm định hải thần châm, hướng tới vĩnh hằng quân đoàn mọi người ném tới. Đỏ như máu năng lượng trụ bao trùm phạm vi thượng trăm km phạm vi, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm, vài tên thần cảnh điên cuồng long long chủng đồng dạng dơ lên trong tay côn bổng ném tới. Theo sát phía sau chính là từng đạo đỏ như máu lôi điện cùng đầy trời bụi gai. Né tránh, né tránh. Hai gã lôi thần nhìn đến này từng đạo công kích, đầy mặt hoảng sợ rống lớn nói. Né tránh, né tránh. Vĩnh Hằng quân đoàn một chúng đệ tử cũng là sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. Ầm ầm ầm. A a a. Bất quá, muốn hoàn toàn tránh né thần cảnh đỉnh cường giả công kích, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, liền có năm sáu ngàn danh vĩnh hằng quân đoàn đệ tử bị từng đạo công kích đánh trúng này vẫn là bởi vì vĩnh hằng quân đoàn chính là toàn bộ vĩnh hằng sấm sét cường đại nhất quân đoàn ngay cả như vậy năm nghìn danh đệ tử đối với vĩnh hằng quân đoàn tới nói cũng là trực tiếp tổn thất một phần mười lực lượng đáng chết hai gã lôi thần thấy như vậy một màn sắc mặt biến đổi lớn như vậy đi xuống cắt cao trước mắt bảy tên thần cảnh đỉnh cường giả liền có thể ở năm phút nội đưa bọn họ mọi người chém giết vèo 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 lúc này hai gã lôi thần nhìn đến bốn gã thần cảnh đỉnh sức chiến đấu long cung thành viên hướng tới bọn họ tập kích mà đến hai người đồng tử hơi hơi co rụt lại trên mặt lộ ra khó coi thần sắc trống 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 chỉ bằng hiện giờ vĩnh hằng sấm sét cũng muốn cùng chúng ta long cung đối kháng long cung một chúng còn lại đệ tử vọt qua đi trên mặt tràn ngập lạnh băng cùng khinh thường thần sắc đỉnh thời kỳ vĩnh hằng sấm sét hơn 20 danh thần cảnh đỉnh cường giả nhưng hiện giờ liên tục không ngừng ngã xuống chỉ còn gần hai gã cổ lực lượng này so với long cung kém xa nói cách khác hiện giờ vĩnh hằng sấm sét toàn dựa sấm sét thần chủ một người chống đáng chết chúng ta lôi thần đại nhân ngã xuống quá nhiều chúng ta hiện giờ hoàn toàn không phải này long cung đối thủ một người danh vĩnh hằng quân đoàn đệ tử sắc mặt khó coi thấp giọng quát thần chủ đại nhân cứu chúng ta một người thần cảnh cấp bậc cường giả nhịn không được hướng tới trên không sấm sét thần chủ cầu cứu nói không cầu cứu nói bọn họ nếu không bao lâu liền sẽ bị toàn bộ giết khụ khụ long cung các ngươi đáng chết sấm sét thần chủ ánh mắt quét về phía phía dưới vị trí nhìn đến chính mình một chúng thủ hạ cùng long cung thật lớn trên lệch phẫn nộ toàn thân lôi đình tạc khởi như thế thật lớn trên lệch bọn họ vĩnh hằng sấm sét đệ tử thực mau liền sẽ bị giết thiên vực sấm sét hắn đầy mặt âm trầm dơ lên tay phải thượng lôi chùi y hướng tới phía dưới vị trí thật mạnh ném tới ầm 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 từng đạo lôi đình hướng tới nhau tề thiên bọn họ tập kích mà đi sấm sét ngươi cũng quá không đem ta ám liệt đặt ở trong mắt đi Ám liệt ma long đầy mặt lạnh băng gầm nhẹ một tiếng, hắn lay động khổng lồ vô cùng long đuôi, bay thẳng đến ngày đó vực sấm sét quét tới. ầm ầm ầm, khủng bố va chạm vang lên, lệnh sấm sét thần chủ sắc mặt khẽ biến. Hắn thân hình vừa động, trực tiếp lao xuống hướng tới phía dưới một chúng long cung thành viên bay đi. Hắn muốn trước đem long cung một chúng cường giả chém giết. Rống rống rống. Bất quá lúc này, ám liệt ma long thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, long trảo bay thẳng đến hắn chọc tới. Cấp Ngô Lăng sấm sét thần chủ phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng trong tay lôi chủ y lôi mâu giao nhau ở bên nhau tam xoa lôi điện hướng tới ám liệt quanh kích mà đi trống 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 sấm sét ngươi nếu là công kích long cung đệ tử ta liền công kích các ngươi vĩnh hằng sấm sét đệ tử ám liệt nhìn đến sấm sét thần chủ đầy mặt sát khí muốn đi sát long cung còn lại thành viên thân hình vừa động từng đạo khủng bố lực lượng hướng tới vĩnh hằng sấm sét bao trùm mà đi hô 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 sấm sét thần chủ nhìn đến ám liệt công kích hô hấp có chút dồn dập ông hắn thân hình vừa động nháy mắt che ở vĩnh hằng quân đoàn phía trước ngăn trở ám liệt sở hữu công kích sấm sét thần chủ ánh mắt cắt gao nhìn chằm chầm ám liệt trong mắt tràn ngập cuồng bạo sát khí hắn cũng biết thực lực lại lần nữa được đến tăng lên ma long hắn muốn đem chi đánh chết cần thiết muốn trả giá trầm trọng đại giới hơn nữa này còn cần mấy cái giờ thời gian nhưng trong lúc này vĩnh hằng quân đoàn sở hữu thành viên đều sẽ bị chém giết thậm chí phía sau vĩnh hằng sấm sét một chúng tinh cầu cũng sẽ bị yêu tà tàn sát bừa bãi Ám liệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sấm sét thần chủ, không có tiếp tục động thủ. Long cung một chúng thành viên cũng ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vĩnh hằng sấm sét một đám người. Trống trống. Ha ha, sấm sét thần chủ, chúng ta Long cung muốn bắt vực một nửa, không biết các ngươi vĩnh hằng sấm sét có hay không ý kiến. Vương Tiên nhìn đến loại này cục diện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chính điều phong thần Long lôi kéo Long ỷ huyền phù ở sấm sét thần chủ đối diện, Vương Tiên mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Hiện giờ, tiêu diệt vĩnh hằng sấm sét là không có khả năng nhưng bắt vực hắn long cung cần thiết muốn một nữa. này đại biểu cho long cung cuộc khởi tấu chương xong chương 2164, một sớm thanh danh khởi uy truyền vô ngần khu hạ bắt vực ta long cung muốn một nửa đương này một câu vang lên thời điểm phía dưới tự do mậu dịch tinh cầu nội mọi người trong mắt lập lòe ánh sáng bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long vương cùng sấm sét thần chủ mặc kệ như thế nào Long cung Long Vương dám ngạo nghễ đứng thẳng ở sấm sét thần chủ phía trước nói ra những lời này, toàn bộ vô ngần tinh vực không có mấy cái có thể làm được. Giờ khắc này, đối với Bắc vực tới nói tuyệt đối là có thể tái nhập sử sách một màn. Xưng bá toàn bộ Bắc vực mấy chục vạn năm vĩnh hằng sấm sét, lần đầu tiên đối mặt một cái thế lực khiêu chiến. Bùng bùng. Sấm sét thần chủ ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiên, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Trống trống. Ám Liệt Ma Long gầm nhẹ một tiếng, xoay quanh ở Vương Tiên chung quanh phòng ngừa sấm sét thần chủ đột nhiên tập kích hô hô sấm sét thần chủ quét quét toàn bộ long cung lực lượng thật sâu mà hít một hơi long vương đúng không thực hảo ngươi là cái thứ nhất làm ta nhớ kỹ người ngươi chờ hắn đầy mặt âm trầm chậm rãi nói ha hả này có thể là vinh hạnh của ta như vậy tới nói bắt vực một nửa là chúng ta long cung vương tiên nhàn nhạt cười cười khóe miệng hơi hơi nhếch lên hừ đi sấm sét thần chủ đè nén xuống trong lòng lửa giận cùng sấm sét hướng tới phía sau một chúng vĩnh hằng sấm sét đệ tử quát, "Là thần chủ đại nhân." Vĩnh Hằng quân đoàn một chúng đệ tử cùng hai gã lôi thần cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như thật đánh lên tới, bọn họ mọi người tuyệt đối sẽ bị Long cung tiêu diệt, đến nỗi bọn họ thần chủ đại nhân có thể hay không tiêu diệt Long cung, đó chính là bọn họ sau khi chết sự tình. Bọn họ không muốn chết, cho dù là nhìn đến hiện giờ cái này kết cục. Ầm ầm ầm. Hai chỉ thần cảnh đỉnh lôi giác thần thú phát ra một tiếng gầm nhẹ sấm xét thần chủ sắc mặt âm trầm trực tiếp đi vào thần tòa thượng hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái vương tiên âm 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 hai chỉ lôi giác thần thú lôi kéo lôi chi chiến cốc vĩnh hằng quân đoàn đệ tử không nói một lời trầm mặt bay đến lôi chi chiến cốc thượng hôm nay đối với toàn bộ vĩnh hằng sấm sét tới nói không thể nghi ngờ là thật lớn sỉ nhục âm 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 mọi người bay lên lôi chi chiến cốc hai chỉ lôi giác thần thú lại lần nữa rít gào một tiếng hướng tới sấm sét tinh cầu phương hướng bay đi Sấm Sét thần chủ lạnh băng ngồi ở thần tòa thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như không phải sợ Vĩnh Hằng Sấm Sét cuối cùng mạnh nhất quân đoàn cùng lôi thần bị chém giết, nếu như không phải lo lắng yêu tà đang ở xâm lấn Vĩnh Hằng Sấm Sét, hắn Sấm Sét thần chủ chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới chém giết kia ma long tiêu diệt kia long cung. Hôm nay là hắn Sấm Sét thần chủ sĩ nhục. Đi trước sắt thép tinh cầu. Hắn thấp giọng mệnh lệnh nói. Lôi giác thần thú riết gào, bay thẳng đến sắt thép tinh cầu bay đi. Nơi đó chính gặp yêu tà công kích khả năng toàn bộ sắc thép tinh cầu đã hủy diệt tưởng tượng đến nơi đây sấm sét thần chủ liền gắt gao nắm nắm tay trong lòng tràn ngập sát ý không vết kia long vương hắn trong lòng không cam lòng t cùng lúc đó ở bắc phạt tự do mậu dịch trên tinh cầu mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc sấm sét thần chủ bọn họ thế nhưng rời đi này này đại biểu cho bắc vượt long cung ngày sau đem chiếm cứ một nửa mấy chục vạn năm tới Long Cung là duy nhất một cái có thể ở Bắc Vực cùng Vĩnh Hằng sấm sét phân đình chống lại thế lực. Này có phải hay không cũng đại biểu cho, Long Cung đem thăng cấp vì vô ngần tinh vực thứ sáu thế lực lớn. Cùng mặt khác thần chủ cấp thế lực so sánh. Long Cung trước mắt thực lực, khả năng so sánh không được mặt khác thần chủ cấp bậc thế lực, nhưng là tuyệt đối không sợ mặt khác thần chủ cấp thế lực, bởi vì bọn họ bên trong có người có thể đủ chống lại thần chủ. Chấn động thanh âm ở trên tinh cầu liên miên không ngừng vang lên, Vương Ti ngồi ở hư không trên Long ỷ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đi, kế tiếp chỉnh đốn một chút bắt vực liên minh một chúng thế lực tinh cầu. Vương Tiên nhìn sấm xét thần chủ bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Trống trống trống. Chính điều phong thần long phát ra thắng lợi rít gào, trồng ngâm tiếng động vang vọng chỉnh viên tinh cầu. Bọn họ lôi kéo long ỷ, chậm rãi hướng tới Long cung phương hướng bay đi. Bái kiến Long Vương. Đương phong thần long bọn họ bay qua một đám thành trì trên không khí, trên tinh cầu mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng bái nói. Hôm nay, bọn họ chứng kiến Long cung cuộc khởi, chứng kiến một cái có thể cùng Vĩnh Hằng sấm sét đối kháng thế lực cuộc khởi. Ngày sau bắt vượt Long cung đem chiếm lĩnh một nửa, có thể không chút nào khoa trương nói, ngày sau Long cung chính là bọn họ vương. Long cung muốn giết ai, ai sẽ phải chết. Long cung cũng đem có được dĩ vãng Vĩnh Hằng sấm sét sợ có được uy nghiêm. Vương Tiên ánh mắt quét về phía phía dưới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hôm nay, Long cung đem hoàn toàn danh dương toàn bộ Bắc vực, thậm chí toàn bộ vô ngần tinh vực kế tiếp muốn ở từng viên trên tinh cầu thành lập đáy biển long cung đem sở hữu hải dương khống chế tập trung tài nguyên lại lần nữa tăng lên một chút long cung thực lực vương tiên trong miệng lẩm bẩm trong mắt phục ra ra ánh sáng ai có thể đủ nghĩ đến một cái long cung thế nhưng sẽ như thế đột nhiên quật khởi cái kia hắc ám ma long hình như là lúc này đây bắt vực ma quật phía sau màn giả không biết như thế nào bị long vương thu phục ngày sau long cung chính là chúng ta vương long vương địa vị ở bắc vực cũng là có thể so sánh sấm sét thần chủ tồn tại trên tinh cầu mọi người nhìn theo vương tiên bọn họ tiến vào hải dương long cung nội, một đám đầy mặt kính sợ nói. Hôm nay, bọn họ là chứng kiến giả. Bọn họ có thể nghĩ đến, sấm xét thần chủ tự mình xuất chinh, bị long cung bức lui sự tình, sẽ lấy một loại điên cùng tốc độ hướng tới còn lại tinh cầu truyền đi. Thậm chí nếu không bao lâu, toàn bộ vô ngần tinh vực đều sẽ biết chuyện này. Rốt cuộc, long cung một trận chiến này lúc sau, sẽ là vô ngần tinh vực thứ sáu thế lực lớn. Trống, long vương long cung, hắc ám ma long, ngô sấm sét chắc chắn trảm các ngươi mà liền ở bắc phạt tự do mậu dịch tinh cầu mọi người khiếp sợ với long cung cường đại thời điểm ở vào sắt thép trên tinh cầu sấm sét thần chủ ánh mắt nhìn phía trước một mảnh hoang vu tinh cầu trong mắt tràn ngập huyết sắc từng đạo lôi đình bao trùm trên không bao phủ phạm vi thượng vạn km phía sau hai gã lôi thần cùng với vĩnh hằng quân đoàn các đệ tử đầy mặt kinh hồn tán đảm cúi đầu thật lâu thật lâu bọn họ đều không có nhìn đến sấm sét thần chủ như thế vẫn nộ rồi bất quá ngẫm lại cũng là gần nhất vĩnh hằng sấm sét tổn thất thảm trọng hơn 20 danh lôi thần hiện giờ gần chỉ có hai gã vừa rồi một trận chiến bởi vì kiên kỵ bắt vượt đem không hề là sấm sét vì vương trước mắt làm vĩnh hằng sấm sét quan trọng tinh cầu chi nhất sắc thép tinh cầu cũng bị yêu tà tàn sát bừa bãi đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ trong cơn giận dữ một cái không có thần chủ cấp bậc thế lực cũng dám đối ngô kiêu ngạo long vương thực mau chính là ngươi tận thế sấm sét thần chủ người kém cỏi gào thét hắn chung quanh từng đạo nhỏ bé yếu ớt lôi đình không ngừng lập lòe nhảy lên. Ngô Chi uy nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ khiêu khích, lệnh Ngô Chi vĩnh hằng sấm sét tổn thất như thế nhiều, là muốn trả giá một ít đại giới. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn trong tay lôi đình, ánh mắt lạnh băng. Hoàn toàn chọc giận một người thần chủ, là phi thường khủng bố. Tấu chương xong. Chương 2165, uy danh. Phụ trương phụ trương, sấm sét thần chủ tự mình xuất chinh Long Cung, kết quả đại bại mà về, bắt vực trước mắt Long Cung chiếm lĩnh một nửa, cùng Vĩnh Hằng Sấm Sét phân đình chống lại. Vĩnh Hằng Sấm Sét gần nhất trong khoảng thời gian này tổn thất thảm trọng, Long cung có được có thể chống lại Sấm Sét thần chủ cường giả tồn tại, Long cung cường thế cuộc khởi. Khiếp sợ. Bắc vực có một thế lực Long cung cường thế cuộc khởi, có được chống lại Vĩnh Hằng Sấm Sét lực lượng, này thế lực tên là Long cung, Long cung thủ lĩnh vì Long Vương. Thiệt hay giả, có thể cùng Vĩnh Hằng Sấm Sét phân đình chống lại, kia chẳng phải là có thể xưng là vô ngần tinh vực thứ sáu thế lực lớn. Phát sinh ở Bắc Phạt tự do mậu dịch tinh cầu sự tình, lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới chung quanh tinh cầu truyền bá thực mau toàn bộ bắt vực tất cả mọi người đã biết cái này tin tức hơn nữa không đến năm ngày năm ngày thời gian nội truyền tới mặt khác khu vực ân thuyết thư ngươi nói cái gì bắt vực long cung cường thế quật khởi thủ lĩnh là long vương đông vực vĩnh hằng thần diệp cùng vĩnh hằng sấm sét liền nhau tin tức trước tiên truyền tới đông vực các đại trên tinh cầu ở một viên trên tinh cầu điểm cấp tửu lầu nội một người người kể chuyện ở trong đại đường đao to bố lớn nói đúng vậy hai vị cô nương, ta này tin tức trăm phần trăm chính xác, hắc hắc, gần nhất một đoạn này thời gian vĩnh hằng sấm sét chính là suối quẩy. Nghe nói, vĩnh hằng sấm sét lôi thần ngã xuống chỉ còn hai gã, rồi sau đó long cung đột nhiên cuộc khởi. Tuy rằng nói vĩnh hằng sấm sét bởi vì ma quật tổn thất thảm trọng, nhưng kia sấm sét thần chủ dù sao cũng là thần chủ, tự mình xuất chinh dưới như cũ đại bại mà về, có thể nghĩ, kia long cung còn là phi thường cường đại. Có thể chống lại một người thần chủ, kia long cung thực lực không phải bàn cãi, có thể nói một sớm thanh danh khởi bi truyền vô ngần khu, kia Long Cung cũng có tư cách này. Người kể chuyện đỉnh đạt mà nói, trên mặt tràn ngập ý cười. Vĩnh Hằng sớm xếp gặp được tai nạn, nhất cao hứng mà đó là Vĩnh Hằng thần diệp, rốt cuộc bọn họ thuộc về đối địch thế lực. Tin tức này, đối với Vĩnh Hằng thần diệp tới nói là một cái tin tức tốt. Ân. Ừ. Lão Vương lại là như vậy lợi hại. Hai cái nha đầu trên mặt tràn ngập giật mình thần sắc, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi, chúng ta đi hỏi một chút ba ba, xem có phải hay không thật sự hai cái nha đầu nói, lập tức hướng tới bên ngoài bay đi. Tửu lầu nội, hai gã lão giả trong mắt cũng là tràn ngập kinh dị chi sắc, theo sát ở hai cái nha đầu phía sau, âm thầm bảo hộ các nàng an toàn. Ba ba, ba ba. Nửa giờ sau, vĩnh hằng thần diệp thần quốc nội, hoa nhi màu nhi hai cái nha đầu vừa đi, một bên hướng tới phía trước thần thụ trong đại điện hô. Ha hả, nha đầu, các ngươi không phải ở du lịch sao? Như thế nào đột nhiên tới? Giờ này khắc này, thần diệp thần chủ nghe được bên ngoài thanh âm, trên mặt tràn ngập tươi cười, thân mình lập tức đứng lên. Cô cô. Tiểu công chúa. Trong đại điện, mọi người vội vàng hướng tới hoa nhi màu nhi bái nói. Ba ba, chúng ta nghe được một việc, tiến đến xác nhận một chút. Hoa nhi vãn trụ thần dịp thần chủ cánh tay, đầy mặt tươi cười nói. Nga. Bắt vực long cung sự tình. Thần dịp thần chủ sờ sờ các nàng đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Tin tức này, hắn mới vừa được đến không có bao lâu, đương hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trên mặt tràn ngập kinh dị chi sắc. Hắn có chút không thể tin được, đã từng cái kia nho nhỏ thế lực, cái kia chính mình hai cái nữ nhi cha nuôi, giống như thế nhưng như thế cũng bố. Là thật sự. Hai cái nha đầu trên mặt lộ ra vui mừng, quan tâm hỏi. Thật sự. Thần Diệp thần chủ thật mạnh gật gật đầu. Quá lợi hại, ta biết Long Cung sẽ thật mau mà cuộc khởi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như thế mau, hơn nữa thanh danh trực tiếp truyền khắp toàn bộ vô ngần tinh vực. Hai cái nha đầu trên mặt tràn ngập tự hào thần sắc, trong mắt lập lòe ánh sáng thần diệp thần chủ nhìn chính mình hai cái nữ nhi tự hào kính để bộ dáng, có chút ghen lắc lắc đầu. Bất quá đối với một cái bước vào vô ngần tinh vực gần hơn hai năm một cái thế lực, hiện giờ liền có được có thể chống lại thần chủ cấp bậc lực lượng, hắn trong lòng cũng là tràn ngập chấn động. Là rất lợi hại, bất quá cùng chúng ta vĩnh hằng thần diệp còn kém rất nhiều. Bất quá, hắn có chút ngạnh căng bình tĩnh nhàn nhạt nói. Hừ, lấy lão vương bọn họ tăng lên tốc độ, long cung nhiều nhất lại quá hai năm, không, thậm chí một năm, liền so vĩnh hằng thần diệp cường hai cái nha đầu lắc lắc đầu, hơi hơi ngẩng đầu phi thường xác định nói. Các ngươi này hai cái nha đầu như thế nào cánh tay ra bên ngoài quải? Thần Diệp thần chủ hắc mặt nói. Hì hì. Hai cái nha đầu cười cười, trên mặt tràn ngập vui vẻ chi sắc. Một bên Lý một lạnh Lý một viên hai người chua xót cười cười. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, chính là đang ở đàm luận tân toát ra tới thế lực Long Cung. Bọn họ dữ dội không khiếp sợ, cái kia lúc trước gặp được Long Vương, có thể đi đến lệnh thần chủ đều phải khiếp sợ nông nổi. Chuyện này, không chỉ là bọn họ, Nam vực, Tây vực, Trung ương khu vực thần chủ cấp thế lực, khả năng đều ở nghị luận này Long Cung. Thật sự là nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Đối với Long Cung hiểu biết tương đối thâm bọn họ, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Khi Long Vương trưởng thành tốc độ, quá nhanh. Tiểu tiên, chúng ta Long Cung hiện tại phát triển tốc độ thật nhanh A, à, thế nhưng chiếm cứ 42 cái sinh mệnh tinh cầu. Nói như vậy, chúng ta Long Vượng Thần Triều cũng có thể rất nhanh tốc phát triển. Địa cầu Long Cung nội. Vương Tiên cùng một chúng nữ sinh ở Long Vương trong tẩm cung đi ăn cơm, các nàng đầy mặt vui sướng nói. Lúc này đây là có chút mau, kế tiếp một đoạn thời gian nội hảo hảo lắng động lại một chút. Vương Tiên gật gật đầu, tâm tình cũng là rất tốt. Long cung khống chế 42 cái tinh cầu hải dương, khống chế 42 cái tinh cầu tài nguyên. Đem 42 cái tinh cầu tài nguyên tập trung lên, cho dù là Long cung không trải qua chiến tranh tăng lên, tăng lên tốc độ cũng không chậm. Nhiều nhất 7-8 thiên tập trung lên tài nguyên liền có thể lệnh một người long cung thành viên bật lửa thần hỏa. Ngươi hiện tại nhẹ nhàng, chúng ta kế tiếp chính là muốn chúng ta long phượng thần triều phấn đấu. Một chúng nữ sinh từ quyết định hảo hảo phát triển long phượng thần triều lúc sau, liền tràn ngập ý chí chiến đấu, mỗi ngày bận rộn trong ngoài. Hiện giờ, long phượng thần triều cùng long môn học viện cùng nhau phát triển, cũng càng ngày càng cường đại. Long phượng thần triều thần cảnh cường giả, không tính một chúng nữ sinh, hiện giờ cũng đã đạt tới 10 tên tả hữu. Đặt ở trước kia Bắc vực, cũng là không nhỏ thế lực đương nhiên, này trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì Long Cung duyên cớ. Rốt cuộc Long Cung chỉ khống chế Hải Dương, chỉ tuyển nhận thủy tộc sinh vật, còn lại người muốn gia nhập thế lực, chỉ có thể đủ gia nhập Long Phượng Thần Triều cùng Long Môn Học Viện. Này làm bọn hắn phát triển tốc độ cũng phi thường mau. Kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi không vội, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vương Tiên có chút lấm la lấm lét đảo qua một chúng nữ sinh, đầy mặt tươi cười nói. Hừ hừ. Một chúng nữ sinh trừng hắn một cái, không có người ta nói lời nói này cũng đại biểu cho cam chịu. Vương tiên hừ tiểu khúc, tâm tình phi thường hảo. Tấu chương xong. Chương 2166, sấm xét sát. Thời gian chậm rãi qua đi, tự long cung cường thế quật khởi, bắt vực long cung chiếm lĩnh một nửa lúc sau, toàn bộ bắt vượt lâm vào tới rồi bình tĩnh bên trong. Nguyên khí đại thương vĩnh hằng sấm xét đang ở khôi phục thực sự lực, thời gian này, bọn họ cũng không có tinh lực tìm long cung phiền toái. Hơn nữa, sấm xét thần chủ không ra tay dưới tình huống, vĩnh hằng sấm sét cũng không phải long cung đối thủ. Hai năm thời gian thực mau mà qua đi, hai năm, đối với một cái có được 10 vạn năm thọ mệnh thần minh tới nói, khả năng liền bế quan thời gian đều không đủ. Nhưng tại đây hai năm thời gian, Long Cung hoàn toàn ổn định tình thế. Đáy biển Long Cung trải rộng 42 cái tinh cầu, ở Long Cung phát triển mạnh, đã tuyển nhận Long Cung thành viên dưới, Long Cung thành viên số lượng, cũng từ tam vạn nhiều, gia tăng tới rồi năm vạn. Long Cung thành viên gia tăng một vạn nhiều, thực lực có thể nói là không nhỏ tăng lên sở hữu long cung đệ tử thực lực không có thấp hơn bán thần cửu giai mà ở mấy năm nay trong lúc long cung bật lửa thần hỏa thành viên đạt tới 150 danh đây là tiếp theo những cái đó không có bật lửa thần hỏa nhưng đã có thể chống lại một sợi thần hỏa thần minh long cung đệ tử số lượng đạt tới 200 tả hữu đây là một cái thật lớn tăng lên cũng là nói long cung trước mắt thần cảnh cấp bậc sức chiến đấu thành viên đạt tới 300 nhiều tương so với thần chủ cấp bậc thế lực vẫn là có chút thiếu lại còn có giảm rất nhiều nhưng vương tiên cũng không sốt ruột từ Long Cung bước vào vô ngần tinh vực mới gần hơn 4 năm thời gian, này hơn 4 năm thời gian đã có thể so sánh rất nhiều thế lực mười mấy vạn năm tích lũy. Bất quá Vương Tiên vẫn luôn ngốc tại Long Cung nội, lại lệnh một người trong lòng rống giận càng ngày càng thịnh. Hai năm, kia Long Vương cơ hồ rất ít bước ra Long Cung, chỉ có vài lần ra Long Cung, bên cạnh cũng có kia Ma Long đi theo. Sấm xét thần chủ vĩnh hằng thần quốc nội, đôi đình bao trùm toàn bộ thần quốc, tương so với dĩ vãng thời điểm, toàn bộ thần quốc thoạt nhìn cùng bạo vô cùng một người lôi thần quỳ gối sấm xét thần chủ phía trước đầy mặt cung kính mà hội báo đến tiếp tục giám thị ngô cũng không tin kia long vương sẽ vẫn luôn ngốc tại long cung sẽ vẫn luôn ở kia ma long bảo hộ dưới sấm xét thần chủ thấp giọng quát là thần chủ đại nhân một khi kia long vương đơn độc rời đi long cung thủ hạ trước tiên hội báo tên kia lôi thần cung kính gật gật đầu cung thân mình lui ra ngoài một mực thối lui đến thần quốc bên ngoài hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh gần nhất hai năm Hắn mỗi một lần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc nội đều cảm giác kinh hồn tán đảm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thần chủ đại nhân đối với Long cung cùng với kia Long Vương lửa giận. Đáng chết Long Vương, ngươi hoàn toàn chọc giận thần chủ đại nhân, bị chúng ta thần chủ đại nhân nhìn chằm chằm, ngươi ngày chết không xa. Hắn sắc mặt có chút giữ tận thấp giọng quá. Thần chủ đại nhân làm cho bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm kia Long Vương, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là thần chủ đại nhân chuẩn bị xuất kỳ bất ý đem chi chém giết, cũng chính là đánh lén này nếu là làm thế lực khác người biết một người thần chủ chuẩn bị đánh lén một người thần cảnh đỉnh cường giả tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn đến lúc đó đối với sấm sét thần chủ cũng sẽ khen chê không đồng nhất nhưng hiển nhiên phẫn nộ sấm sét thần chủ đã không màng ngoại giới đối với hắn đánh giá long vương một tháng thời gian lặng yên mà qua long cung nội vương tiên ngồi xếp bằng ở trên long ỷ trước người ngũ hành đại ma xoay tròn đang ở cắn nuốt thần cảnh cấp bậc năm sao tài liệu huy thừa tướng đi vào long vương trong điện nhỏ giọng hô ân sự tình gì vương tiên ngẩng đầu nhìn về phía quy thừa tướng long vương ta nơi này thu được ngao kiếm truyền đến tin tức quy thừa tướng lấy ra thông tin thạch bàn hướng tới vương tiên nói nga ngao kiếm hắn phát tới cái gì tin tức ta nhìn xem vương tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc từ ngao giải ngao kiếm ngao yêu bọn họ rời đi mấy năm nay thời gian bọn họ đều không có truyền đến bất luận cái gì tin tức vương tiên đối với bọn họ tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả hiện tại thu được ngao kiếm tin tức, hơi hơi có chút kinh ngạc. Ân. Trung ương khu vực cùng Tây vực có đại cơ duyên, hư hư thực thực vĩnh hằng thần mộ xuất thế. Đương Vương Tiên nhìn đến ngao kiếm phát tới tin tức khi, trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Đối với vĩnh hằng thần mộ, Vương Tiên tự nhiên phi thường hiểu biết, tuyệt đối là thật lớn vô cùng bảo tàng. Lúc trước Trần Phi Dương đạt được thần mộ truyền thừa, nếu như không phải sau lại ngã xuống, có rất lớn tỷ lệ trở thành vĩnh hằng thần chủ. Một cái thần mộ, tuyệt đối là lệnh người điên cuồng tồn tại. Ngao kiếm gần truyền đến một cái tin tức, này thần mộ tin tức hẳn là ngoại giới còn không biết, muốn hay không qua đi nhìn xem. Vương tiên trên mặt lộ ra chần chờ chi sắc. Vĩnh hằng thần mộ cũng không phải tốt như vậy đi vào, lúc trước hai tòa thần mộ, Long Cung đều không có tiến vào đến trung tâm nội. Nhưng là một cái vĩnh hằng thần mộ nếu như không đi điều tra một phen, Vương tiên lại phi thường không cam lòng. Dù sao hiện tại cũng không có sự tình, đi xem cũng hảo. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết định. Ba năm nhiều thời giờ không có thấy ngao kiếm, hắn cũng muốn nhìn một chút ngao kiếm trưởng thành đến mức nào. bất quá cùng quỷ yêu bất đồng, một chúng long vệ cũng không có tập hợp ở bên nhau, mà là phân tán cũng hoặc là tốt năm tốt ba cùng nhau, cũng không có toàn bộ tập hợp ở bên nhau. quy thừa tướng, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, thời gian đã định, long cung nơi này ám liệt ma long tỏa trấn, chuyện khác ngươi tới xử lý. vương tiên hướng tới quy thừa tướng nói, là long vương, long vương ngài yên tâm, long cung nơi này giao cho vi thần. quy thừa tướng gật đầu đáp, ân vương tiên gật gật đầu theo sau thân hình vừa động hướng tới bên ngoài bay đi lần này rời đi vương tiên phải cho một chúng nữ sinh nói một tiếng ngày hôm sau sáng sớm địa cầu long cung chỗ vương tiên cùng một chúng nữ sinh vất tay từ biệt thông qua long cung truyền tống trận vương tiên đi vào long cung tự do tinh cầu long cung tự do tinh cầu là trước đây bắt phạt tự do mậu dịch tinh cầu hiện giờ đã sửa tên trên tinh cầu này có được đại lượng truyền tống trận pháp từ nơi này trung chuyên có thể tiết kiệm rất nhiều lộ trình chính mình tự đi vào vô ngần tinh vực, nhưng thật ra không có đi qua trung ương khu vực. Vương Tiên Huyền phù ở hải dương trên không, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra có thể đi vô ngần trong tinh vực ương khu vực đi xem, kiến thức kiến thức toàn bộ vô ngần tinh vực nhất vùng hoa địa phương. Hắn trong lòng lẩm bẩm, bay thẳng đến truyền tống trận vị trí bay đi. Ân. Ừ. Kê Long vương ra tới. Nhưng mà giờ này khắc này, liền Vương Tiên đều không có cảm ứng được chính là đường hắn từ hải dương nội bay ra tới thời điểm liền có một người lão giả chú ý tới hắn hành động. Lão giả sắc mặt khẽ biến, lập tức lấy ra thông tin thạch bàn truyền lại ra một tin tức. Bái kiến Long Vương. Vương Tiên đi vào truyền tống trận vị trí, trấn thủ truyền tống trận Long Vượng thần triều cường giả vội vàng bay qua tới, cung kính mà đưa tin. Ân. Vương Tiên nhàn nhạt gật gật đầu, trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Hắn như cũ không biết chính là, ở truyền tống trận một bên vị trí, một người trấn thủ binh lính nhìn đến Vương Tiên rời đi, trong mắt lập lòe ánh sáng hắn lấy ra một cái thông tin thạch bàn, bắt đầu truyền tống tin tức. Vĩnh Hằng sấm sét xưng bá bắt vượt mấy chục vạn năm, bọn họ nội tình là vượt qua mọi người tưởng tượng. Tấu chương xong. Chương 2167, ác chủ bài ra hết. Xưng bá toàn bộ bắt vực Vĩnh Hằng sấm sét, này đệ tử, này nội tình, trải rộng toàn bộ bắt vực. Cho dù là hiện giờ Long cung khống chế một nửa bắt vực, Vĩnh Hằng sấm sét nếu như muốn biết một chút sự tình quả thực là dễ như trở bàn tay. Ở từng viên trên tinh cầu phái ra mấy ngàn thậm chí thượng vạn danh trạm gác ngầm giám thị Long Cung cũng là nhẹ nhàng. Trước cuộc Long Cung ở Bắc Vực ngốc thời gian vẫn là quá ngắn quá ngắn, không giống vĩnh hằng sấm sét đệ tử trải rộng toàn bộ Bắc Vực. Vương Tiên cũng không có cảm ứng được có người nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Đối phương cũng không có theo dõi, gần là thủ tại chỗ này xem một cái, Vương Tiên cũng không có khả năng phát hiện. Cho dù là vĩnh hằng thần chủ dưới tình huống như vậy, cũng rất khó phát hiện cái gì. Ông ông ông. Giờ này khắc này, lôi thần bên trong phủ một người lôi thần, nhìn thủ hạ truyền lại lại đây một đám tin tức, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hơn hai năm, kia Long Vương rốt cuộc ra tới, hắn ngày chết cũng tới rồi. Trên mặt hắn lộ ra dữ tận cùng nóng cháy thần sắc, thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới vĩnh hằng thần quốc chỗ bay đi. ầm ầm ầm. Hai phút sau, một đạo sấm sét ở vĩnh hằng thần quốc phía trước vang lên, màu tím sấm sét xẹt qua từng đạo dấu vết, nháy mắt biến mất ở mênh mang trong hư không. Lôi thần kính sợ nhìn biến mất lôi điện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lúc này đây, kia Long Vương hẳn phải chết. Đây là chọc giận một người thần chủ hậu quả. Từ Bắc vực tới trung ương khu vực, chỉ có Vĩnh Hằng sấm sét Thiên Dương tinh cầu có một cái truyền tống trận, nếu như phi hành quá khứ lời nói, ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian. Vương Tiên chậm rãi xuất hiện ở Thiên Dương tinh cầu truyền tống trận trước. Hiện giờ Vĩnh Hằng sấm sét cùng Long cung còn không có đạt tới cái loại này đoạn rất tinh cầu truyền tống nông nổi, cho nên Vương Tiên có thể thoải mái mà tiến vào Vĩnh Hằng sấm sét nội. Bất quá đi vào nơi này, vương tiên lấy một chúng to rộng áo choàng đem chính mình hoàn toàn bao phủ đỉnh đầu mang theo một cái mũ phòng ngừa bị nhận ra nếu kia sấm sét thần chủ biết ta bước vào bọn họ địa bàn có khả năng sẽ phái người mai phục đi vương tiên nhàn nhạt cười cười hướng tới một bên vị trí đi đến bên cạnh cách đó không xa liền có trận pháp trực tiếp truyền tống đến trung ương khu vực tinh cầu làm vượt khu vực truyền tống tinh cầu chung quanh người đến người đi rất nhiều không ít thương đội đóng quân ở chỗ này nơi này cũng coi như là một viên phồn hoa tinh cầu Vương Tiên che lấp thân hình, lập tức hướng tới phía trước tinh cầu truyền tống trận đi đến. Hắn lấy ra linh thạch, đặt ở trận pháp nội. Ông. Trận pháp lập loè ánh sáng, liền ở Vương Tiên bên ngoài trận pháp sắp truyền tống thời điểm, mặt trên lại không có chút nào động tĩnh. Ân. Vương Tiên hơi hơi sửng sốt. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cổ đại khủng bố bao phủ trong lòng, Vương Tiên sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. Bất quá, đương hắn trốn đến một bên thời điểm, cũng không có phát hiện có người triều chính mình công kích hắn sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng tới chung quanh quét tới. Oanh! Đương hắn nhìn đến bầu trời một người lôi đình bao trùm trung niên khi, sắc mặt biến đổi lớn. Không xong, hắn như thế nào ở chỗ này? Vương tiên trong lòng hoảng sợ, không có chút nào do dự, thân hình chấn động, muốn thuấn di thoát đi. Ông! Nhưng giờ khắc này, hắn cảm ứng được chung quanh không gian dường như động lại giống nhau, căn bản không thể đủ làm hắn tiến hành thuấn di. Hắn là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Vương Tiên trong đầu lập tức xuất hiện một ý niệm, trong lòng trầm xuống. Ân, đã xảy ra sự tình gì? Chung quanh một ít người nhìn đến Vương Tiên đầy mặt kinh hoảng bộ dáng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Long Vương, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, cũng dám một người bước vào vĩnh hằng sấm sét lĩnh vực. Tràn ngập kinh miệt thanh âm từ trên không trung niên trong miệng truyền ra. Vương Tiên thân mình cứng đờ, sắc mặt phi thường khó coi, hắn thật sâu mà hít một hơi, nhìn chầm chầm trung niên. Sấm sét thần chủ thật đúng là cho ta Long Vương mặt mũi, thế nhưng thời khắc lệnh người giám thị ta, ở chỗ này mai phục ta. Hắn trầm khuôn mặt, nhìn chầm chầm sấm sét thần chủ chậm rãi nói. Một lần nói, hắn đem chính mình đầu tráo gỡ xuống, ánh mắt lạnh băng. Cái gì? Thần chủ đại nhân. Người kia là Long Cung Long Vương. Đương chung quanh mọi người nghe được Vương Tiên nói khi, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ nhìn về phía huyền phù ở trên không sấm sét thần chủ, trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc. Bái kiến sấm sét thần chủ một đám người vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng tới sấm sét thần chủ bái nói. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng chấn động nhìn phía trước Long Vương. Sấm sét thần chủ là tới chém giết này Long Vương. Long cung Long Vương muốn xong đời. Mọi người trong lòng đã phán định. Ha ha, mai phục ngươi, ngươi Long Vương quá để mắt chính mình, ngô muốn giết ngươi, giống như bóc chết một con con kiến. Sấm sét thần chủ nhìn chầm chầm Vương Tiên, tâm tình rất cốt cười lớn một tiếng. Vương Tiên nhìn chầm chầm hắn, hơi hơi cầm nắm tay, ánh mắt quét quét chung quanh đừng nhìn một con con kiến bản thần chủ thân thủ làm thịt ngươi là ngươi vinh hạnh sấm sét thần chủ đầy mặt khinh miệt nhìn chằm chầm vương tiên hắn cao cao tại thượng vương ngón rõ một đạo lôi đình xuất hiện ở trên ngón tay bùng bùng ngón rõ một chút kia lôi điện bay thẳng đến vương tiên tập kích mà đi tuy rằng gắt gao một cái động tác nhỏ thậm chí còn mang theo một tia khinh thường công kích phương thức nhưng này nội lôi điện chi lực lại khủng bố vô cùng oanh lôi điện ngay lập tức tới vương tiên liền chút nào phản kháng dư lực đều không có trực tiếp bị đánh trúng thân hình hắn sắc mặt biến đổi lớn thân hình bay thẳng đến phía sau bay ngược mà đi không có chút nào năng lực phản kháng vương tiên cảm ứng được sấm sét thần chủ khủng bố sắc mặt biến đổi lớn hắn trong cơ thể tan vỡ thanh âm truyền đến long phạt cốt theo tiếng mà toái rầm vương tiên cảm ứng thân hình không có đã chịu bao lớn công kích thân hình vừa động vô thủy thánh cánh xuất hiện ở sau người vô thủy thánh cánh kịch liệt kích động hắn liều mạng hướng tới trong hư không bay đi ân thật đúng là một cái ngoan cường con kiến. Sấm sét thần chủ nhìn đến một kích không có đánh chết Vương Tiên, hơi hơi nhướng nhướng mày. Cánh tay hắn một hồi, chậm rạp lôi đình hướng tới Vương Tiên lại lần nữa tập kích mà đi. Đáng chết, lôi đình tốc độ quá nhanh. Vương Tiên cảm ứng được phía sau lôi điện, sắc mặt khẽ biến. Trầm. Nồng đậm bảy màu năng lượng trực tiếp xuất hiện ở Vô Thủy Thánh cánh thượng, hắn cắn chặt răng, Vô Thủy Thánh cánh thượng nở rộ mãnh liệt quang mang. Hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, hiểm chi lại hiểm tránh thoát từng đạo lôi đình hừ, Long Vương, có biết hay không vì sao người khác xưng ngô sấm sét thần chủ sao, hôm nay làm ngươi kiến thức kiến thức. Sấm sét thần chủ nhìn đến vương tiên thế nhưng lại né tránh hắn công kích, hừ lạnh một tiếng. Bùm bùm. Một tiếng lôi điện tiếng vang từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, vương tiên liền cảm ứng được một đạo màu tím lôi đình dừng ở thân hình hắn thượng. Ca, ca, ca Long phạt cốt hỏng mất thanh âm lại lần nữa vang lên. Thống trị 42 viên tinh cầu, vương tiên lại đạt được một cái long phạt cốt. Bảo mệnh đồ vật còn rất nhiều, Hôm nay ngươi này con kiến nếu là có thể đào tẩu, Ngô Sấm Sét thần chủ mặt mũi ở đâu? Vĩnh Hằng sấm sét nhìn đến chính mình công kích bị một đoàn năng lượng ngăn cản trụ, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Tấu chương xong. Chương 2168, Vô Thủy thánh cánh nội hồn. Một tiếng sấm sét vang, thiên địa vạn vật sợ. Đây là vô ngần tinh vực đối với sấm sét thần chủ đánh giá. Đương tiếng sấm vang lên thời điểm, khủng bố công kích liền đã dừng ở trên người. Bùm bùm. Sấm sét thần chủ đứng ở trong hư không nhìn liều mạng đào vong vương tiên hài hước cánh tay vung lên lưỡng đạo lôi đình nháy mắt dừng ở vương tiên sau lưng cánh chim thượng liều mạng đào vong vương tiên sắc mặt có chút trắng bệch đương lôi đình dừng ở trên người hắn thời điểm lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết âm hưởng khởi này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải tới nguyên với hắn mà là đến từ chính hắn cánh chim thượng lưỡng đạo long hồn ở lôi đình lực lượng dưới lưỡng đạo long hồn trực tiếp tiêu tán hoàn toàn hoàn toàn đi vào vô thủy thánh cánh thượng nghe được vô thủy thánh cánh thượng long hồn kêu thảm thiết hắn trong lòng trầm xuống trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc. Đối mặt như thế khủng bố sấm sét thần chủ, Vương Tiên căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực. Ha ha, chết đi. Bùm bùm. Đúng lúc này, phía sau truyền đến kinh miệt thanh âm, đương lôi điện vang lên kia một khắc, hắn sắc mặt trầm xuống. Không kịp đào vong, một đạo thật lớn vô cùng lôi điện trực tiếp dừng ở Vương Tiên trên người. A. À. Đau đớn muốn chết cảm giác truyền thấp từ hắn phía sau lưng truyền đến, Vương Tiên cảm giác chính mình phía sau lưng trực tiếp vỡ ra một tảng lớn hắn có thể cảm ứng được chính mình máu tươi điên cuồng hướng tới phía dưới nhỏ giọt mà đi. Hắn có thể cảm ứng được chính mình trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng biến mất. Xong rồi. Hắn trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra chua sót thần sắc. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, này sấm sét thần chủ thế nhưng ở chỗ này chờ đợi chính mình, mai phục chính mình. Còn chưa chết. Con kiến thật đúng là mệnh ngạnh, mất đi đi. Đúng lúc này, từng đạo cùng bạo màu tím lôi điện hướng tới vương tiên rơi đi. T, kia Long Vương muốn xong đời. Long cung Long Vương muốn chết, ha ha, đây là đắc tội chúng ta vĩnh hằng sấm sét kết cục. Phía dưới vị trí, vĩnh hằng sấm sét mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Cũng có một ít đến từ chính trung ương khu vực thương nhân, thấy như vậy một màn trong lòng cũng là hơi hơi rùng mình, bọn họ không nghĩ tới chính mình ở chỗ này thế nhưng sẽ thấy như vậy một màn. Nhìn đến kia hai năm trước cuộc khởi Long cung thủ lĩnh ngã xuống. A. À. thống khổ thanh âm trải rộng toàn thân, Vương Tiên cảm ứng được chính mình thân hình bị lôi điện toàn bộ tách rời, ngay cả mỗi một tế bào đều dường như bị ma diệt. Hắn nhịn không được phát ra hết thảm một tiếng, này một kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Tiên có thể cảm ứng được chính mình ý thức tiêu tán, có thể cảm ứng được chính mình sắp ngã xuống. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc thức tỉnh, ân. Thân thể này không tồi, đáng tiếc sinh cơ cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Không được, lão phu hiện tại cần thiết muốn thoát khỏi này vô thủy thánh cánh ngưng tụ, còn chưa chết thấu, miễn cưỡng đủ dùng. Rầm. Liền ở Vương Tiên mơ mơ màng màng, cảm giác chính mình sắp tiêu tán thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Theo sát hắn liền cảm ứng được chính mình sau lưng vô thủy thánh cánh triển khai, kích động lên. Chính mình cơ hồ bị mất đi thân hình khôi phục một ít, còn chưa chết. Lúc này, sấm sét thần chủ tràn ngập kinh ngạc thanh âm truyền đến. Ca, ca ca Theo sát, Vương Tiên liền nghe được từng tiếng bạo liệt lôi điện truyền đến. Đáng chết, một đám nho nhỏ thần chủ cũng dám công kích lão phu, con kiến con kiến tràn ngập phẫn nộ lão giả thanh âm tiếp tục ở vương tiên bên tai vang lên theo sát hắn cảm giác vô thủy thánh cánh bao bọc lấy hắn toàn thân rầm trước người hắn mơ mơ màng màng cảm ứng được một cái hắc động xuất hiện ở chính mình phía trước hắn trực tiếp chui vào hắc động nội sao có thể chết cấp bản thần chủ chết sấm sét thần chủ bạo nộ thanh âm tiếp tục truyền đến từng đạo lôi đình dày đặc hư không nhưng kia hắc động chậm rãi biến mất bùng bùng thiên dương tinh cầu trên không chậm rạp vô tận lôi điện bao trùng khủng bố lôi đình lệnh thiên địa biến sắc. Phía dưới, mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm một màn này. Ca, ca, ca Ở vào lôi đình trung ương sấm sét thần chủ bạo nộ vô cùng, sắc mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm đã hoàn toàn biến mất hắc động. Hắn thế nhưng thất bại. Hắn thế nhưng làm kia Long Vương ở hắn trong tay đào tẩu. Một cái mắt thấy đã bị chính mình chém giết Long Vương, ngạnh sinh sinh đào tẩu, này làm hắn như thế nào cam tâm? Này làm hắn mặt mũi ở đâu? Hắn đầy mặt âm trầm nhìn nơi đó, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập bùng bùng. Cuối cùng, hắn đầy mặt âm trầm nháy mắt rời đi. Lúc này đây thất bại, về sau kia Long Vương tuyệt đối sẽ không lại lạc đơn, hắn đem càng khó đem chi chém giết. Hô hô, thật là khủng khiếp, kia Long Vương thế nhưng chạy thoát, quả thực không thể tưởng tượng. Ở sấm sét thần chủ trong tay đào tẩu, kia Long Vương thật là lợi hại. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán từ phía dưới vị trí truyền đến, mọi người chậm rãi đứng lên, cảm thán. Thật mau, bên này tin tức, lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới chung quanh truyền đi. Đương Long Vương bị sấm sét thần chủ mai phục đánh chết tin tức truyền tới Long Cung thời điểm, sở hữu Long Cung thành viên thịnh nộ. Tuy rằng Long Vương không có ngã xuống, nhưng đây cũng là đối với bọn họ Long Cung trần trụi khiêu khích. Lập tức, Quy Thừa Tướng lập tức tuyên bố đóng cửa đi thông vĩnh hằng sấm sét sở hữu truyền tống. Theo sát, ám lôi ma Long xuất lĩnh Long Cung một chúng cường giả tiến công vĩnh hằng sấm sét tinh cầu. Cùng lúc đó, che giấu yêu tà ngo ngoe rụt rịch, phân biệt một trước một sau hướng tới vĩnh hằng sấm sét tiến công mà đi. Một ngày chi gian, trực tiếp công phá vĩnh hằng sấm sét bốn viên tinh cầu đem chi bốn viên tinh cầu chiếm lĩnh long cung mới vừa rồi từ bỏ ông 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 mà giờ này khắc này ở địa cầu long cung nội long vương trong điện tổ thụ đột nhiên hơi hơi run rẩy phản hồn một tản ra oánh oánh thần bí ánh sáng tổ thụ gần động hai giây liền ngừng lại đây là có chuyện gì lão phu thế nhưng không thể đủ đoạt xá một cái nho nhỏ thần minh thi thể k tức chết lão phu nơi này là địa phương quỷ quái gì hồng mông mây tía như thế loãng a à a, à, xong rồi xong rồi, lần này không có cơ hội, về sau cơ hội liền càng xa vời. Ở vào tây vực một chỗ trong hư không, một thanh âm đột nhiên từ một cái từ thiên rơi xuống trong cơ thể truyền đến. Này tái nhật thanh âm tràn ngập tức muốn học máu chi sắc. Rầm. Thân thể có được một đôi màu trắng cốt cánh, cốt cánh rung rẩy hai hạ, chậm rãi tiến vào sau lưng, hoàn toàn biến mất. Chạm vào. Thân thể này rơi xuống trên mặt đất trong rừng rậm, phát ra một tiếng trọng vang. Này từ trên trời giáng xuống, tự nhiên đó là ngoài ý muốn chạy thoát vương tiên. Thân thể thượng bị thương nặng, lệnh chi trực tiếp hôn mê. Di, ca ca, nơi này có một người, không đúng, có được hai cái giác, khả năng cũng là thần thú hậu duệ. Không biết qua bao lâu, một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, một cái mỹ lệ thiếu nữ đánh giá dưới tàn cây vương tiên. Thiếu nữ có được một đôi nhọn nhọn lỗ tai, có được một cái thật dài cái đuôi, trên mặt mang theo mị hoặc chúng sinh thần sắc. Nơi này chính là chúng ta hồ văn thần tộc lâm thiên sâm, như thế nào sẽ có nhân loại, một người thanh niên thanh âm truyền đến. Hắn té xỉu ở chỗ này, còn có hô hấp, ca ca, ngươi mau đến xem. Tấu chương xong. Chương 2169, hư không thần đế. Hắn đã tỉnh sao? Tiểu thư, còn không có, đã một tháng đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Hắn giống như bị thương thực trọng Nga, đầu sinh hai sừng thần thú hậu duệ ta tra xét một ít tư liệu, đều không có tra được ai. Cổ kính hơi có vẻ có chút dị loại phòng nội, nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào vương tiên trong tai hắn hơi hơi mở mắt thân hình giật giật tức khắc từng luồng kịch liệt đau đớn truyền đến vương tiên nhíu mày cảm ứng một chút chính mình thân hình thảm không nở nhìn sao lại thế này dựa theo chính mình ngay lúc đó tình huống hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ không đúng lúc ấy giống như có một thanh âm ở chính mình bên tai vang lên vương tiên trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc trong mắt lập lòe ánh sáng hắn rõ ràng mà nhớ rõ ở chính mình sắp bị giết thời điểm đột nhiên có thanh âm mà vang lên mà thanh âm nơi phát ra với Vương Tiên chịu đựng đau đớn trên người ngồi dậy, sờ hướng chính mình phía sau lưng vị trí. Cảm ứng được bên ngoài thanh âm biến mất, hắn trầm tư một hồi. Ra tới. Vương Tiên thấp giọng quát, thanh âm hướng tới phía sau vô thủy thánh cánh truyền đi. Ông. Tiểu tử, còn không mau tới bái kiến lão phu. Đột nhiên, toàn bộ một chất phòng đột nhiên phát sinh biến hóa, chung quanh biến thành trắng xóa không gian. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng ở trung phía trước lão giả trên người lão giả thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, có được thật dài màu trắng râu, trong tay nắm một cái quyền trường, thoạt nhìn tràn ngập suốt trần khí chất. Nhưng là này thân hình cũng không phải thật thể. Ân. Tiểu tử, lão phu đem ngươi từ kia nho nhỏ thần chủ trong tay cứu ra, còn không mau cảm tạ lão phu. Lão giả nhìn đến vương tiên không có phản ứng, hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Ngươi là vô thủy thánh tránh chi hồn. Hảo hảo thần khí chi hồn không lo, còn muốn đoạt xá. Vương tiên ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tên này lão giả, lạnh lùng nói: "Ai là khí hồn, lão phu chính là thần đế, thần đế biết không? Quét ngang lục hợp bát hoang thần đế, ngươi chờ tiểu thần nói chuyện chú ý một ít." Lão giả nghe được Vương tiên nói, có vẻ phi thường phẫn nộ quá. "Thần đế?" Vương tiên trong lòng hơi hơi động dung, bất quá trên mặt như cũ tràn ngập sắc lạnh. "Như vậy tới nói, ngươi thừa nhận chính mình đoạt xá?" Một cái gần chỉ còn lại có hồn phách lão đông tây, còn muốn đoạt xá, ta xem ngươi là tưởng hồn phi phách tán đi. Vương Tiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng quát. Làm càng làm càng, Ngô Nãi Thiên trận thần đế, ngươi một cái tiểu thần. Trước nhìn xem chính mình hiện tại là tình huống như thế nào đi. Lão giả thổi râu trừng mắt hướng tới hắn gào thét, Vương Tiên nhàn nhạt nói. Ngươi. Lão giả nghe được hắn những lời này nháy mắt héo xuống dưới, nếu như có thật thể, tuyệt đối mặt già đỏ bừng. Nhíp hồn. Vương Tiên nhưng không tưởng cùng hắn tiếp tục nói cái gì, này lão đông tây che giấu với vô thủy thánh cánh nội, vừa mới bắt đầu không có thức tỉnh, còn có hai cái long hồn trấn áp ở long hồn mất đi lúc sau hắn liền ra tới đoạt xá tuyệt đối ý đồ gây rối vương tiên tự nhiên không thể lưu hắn đáng chết đáng chết ngươi cho ta dừng tay lão giả cảm ứng được một cổ đặc thù năng lượng đánh sâu vào hồn phách của hắn lệnh chi sắc mặt biến đổi thân hình vừa động trực tiếp biến mất ân ừ. vương tiên nhìn đến nhiếp hồn mất đi hiệu lực chung quanh trắng xóa cảnh trong gương biến mất cảm ứng chính mình phía sau vô thủy thánh cánh lão đông tây ngươi không phải thần đế sao như thế nào không kiêu ngạo hắn nhàn nhạt nói người 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 tiểu đệ xem như ngươi lợi hại vô thủy thánh cánh nội truyền đến lão giả thanh âm vương tiên lạnh lùng cười cười không có có lý sẽ hắn khi lão giả ăn mệt cũng không có lại cùng vương tiên nói chuyện hô tạm thời đem phía sau lão giả sự tình đặt ở một bên hắn cảm ứng thân thể lực lượng trên mặt tràn ngập chua xót chính mình hiện giờ thực lực một cái nửa người thấp bậc cường giả liền có thể đem chính mình chém giết hắn bàn tay vừa động từ mẫu sào nội lấy ra một ít thần thảo thần đang trực tiếp dùng. "Vị này tiểu tử ngươi tỉnh." Lúc này, một người trung niên phụ nhân đi đến, phụ nhân nhìn đến Vương Tiên ngồi dậy, lập tức đi qua. "Cảm ơn, cảm ơn các ngươi ân cứu mạng." Vương Tiên nhìn về phía phụ nhân, cảm tạ nói. "Không cần cảm tạ ta, không cần cảm tạ ta, là chúng ta tiểu thư thiếu gia đem ngươi mang lại đây, muốn tạ ngươi liền cảm tạ ta nhóm tiểu thư thiếu gia." "Một tháng không như thế nào ăn cơm, tiểu tử ta cho ngươi lấy chút canh lại đây." Phụ nhân nhiệt tình nói xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. rõ ràng lão phu mới là người ân nhân cứu mạng, ngươi cái này lấy oán trả ơn tiểu tử, ngươi hẳn phải chết, hẳn phải chết. đúng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong đầu. Vương Tiên hơi hơi sửng sốt. lão Đông Tây, ngươi đã chết. hắn hắc mặt nói thẳng nói. hắn nói âm rơi xuống, lão giả thanh âm trực tiếp biến mất. Vương Tiên ngồi xếp bằng ở trên giường, tiêu hóa vừa mới dùng đan dược, ít nhất đem trên người thương thế trước khôi phục một ít. đến nỗi lão giả hiện giờ hắn đối với này trước kia là thần đế, tỏ vẻ hoài nghi. Vĩnh hằng thần chủ mặt trên là bất hủ thần vương, mà ở bất hủ thần vương mặt trên, mới là hư không thần đế. Hư không thần đế, cơ hồ đại biểu cho vĩnh sinh, thần long biến bảy biến mới có thể đủ đạt tới hư không thần đế. Đối với vô thủy thánh cánh nội lão gia hỏa nói, hắn có chút không tin. Thần đế. Cướp chó. Vương tiên nhẹ nhàng lẩm bẩm, cảm thụ được thần đang thần thảo tiêu hóa, nhưng một thân thương thế như cũ liền một phần mười đều không có khôi phục hiện giờ hắn nhiều nhất có được bán thần đỉnh thực lực. Hỗn trướng hỗn trướng, hỗn trướng tiểu tử, nếu như bản thần đế không có ngã xuống, hồn phách không có tiến vào đáng chết quốc cánh trung, lão phu một bàn tay bóp chết ngươi. Bản thần đế đem ngươi đặt ở luyện ngục trận pháp nội, làm ngươi hưởng thụ tử vong, hưởng thụ sợ hãi. Vô Thủy Thánh cánh nội, lão giả nghe được Vương Tiên nói, phẫn nộ rít gào. Bất quá hắn phẫn nộ rít gào, cũng không có làm Vương Tiên nghe được. Tiểu tử, canh tới, điển canh bổ bổ thân mình. Lúc này, vừa rồi rời đi phụ nhân bưng một chén canh đi đến vị này a di xin hỏi nơi này là địa phương nào vương tiên nhìn phụ nhân đầy mặt mỉm cười hỏi địa phương nào nơi này là hồ văn thần tộc hồ hương sơn phụ nhân cười nói hồ văn thần tộc hồ hương sơn xin hỏi nơi này là cái gì tinh cầu cái nào khu vực vương tiên đầy mặt nghi hoặc tiếp tục hỏi ân tiểu tử ngươi không phải đầu xuất hiện vấn đề đi Nơi này là Tây vực thần hổ thần triều bên trong lĩnh vực tìm hổ tinh, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Muốn hay không chúng ta đem ngươi đưa về trong nhà, tỉnh người trong nhà lo lắng. Phụ nhân hướng tới Vương Tiên liên tiếp hỏi. Vương Tiên tiếp nhận canh chén, hơi hơi há miệng thở dốc, không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể lắc lắc đầu. Đầu thật ra vấn đề. Phụ nhân hơi hơi sửng sốt, đầy mặt đồng tình nhìn hắn. Vương Tiên nhìn đến phụ nhân bộ dáng này, khóe miệng trừ trừ hắn tổng không thể nói chính mình đến từ bắc vực. Nói ra đi phụ nhân cũng sẽ không tin tưởng. Tây vực, ngao kiếm hẳn là ở tây vực cũng hoặc là trung ương khu vực vị trí, khoảng cách kia thần mộ hẳn là không phải rất xa. Tấu chương xong. Chương 2170, Hồ Yên Nhi Thượng. Chính mình hiện giờ thực lực, liền thi triển thần quốc đều thi triển không ra, muốn triệu hoán long cung đệ tử lại đây đều không thể làm được, xem ra chính mình muốn trước tiên ở này tìm hổ tinh ngốc một đoạn thời gian. Vương Tiên đem trong tay canh uống xong, trong lòng suy tư lần này thương, là hắn từ trước tới nay nặng nhất một lần, cuối cùng có thể sống sót, trong đó rất lớn nguyên nhân bởi vì kia lão giả. Nhưng này cũng không thể làm vương tiên cảm tạ kia lão giả, rốt cuộc lão đông tây muốn đoạt xá hắn. Bên ngoài sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, phụ nhân ở chỗ này dặn dò một chút sự tình sau liền trực tiếp rời đi. Vương tiên từ trên giường đứng lên, hướng tới phòng ngoại đi đến. Bởi vì thương thế nguyên nhân, lệnh chi thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ra khỏi phòng, vương tiên ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện hắn đang đứng ở chân núi trong sân. Sân cũng không phải rất lớn, bên trong trồng trọt các loại nhan sắc hoa tươi, ở trung ương vị trí có một viên mấy chục cao cây cối. Đơn độc tiểu viện đảo cũng không tồi, về sau muốn cảm tạ cảm tạ những cái đó đem chính mình mang lại đây người. Vương Tiên thầm nghĩ trong lòng, đi vào dưới tàn cây ghế dựa trước. Hắn lấy ra thông tin thạch bàn, chuẩn bị liên hệ một chút ngao kiếm, hỏi một chút một ít tình huống. Bất quá, hắn tin tức phát ra đi rất dài một đoạn thời gian, ngao kiếm đều không có hồi phục. Xem ra ngao kiếm hẳn là gặp được sự tình gì, cũng hoặc là đã tiến vào thần mộ nội. Vương Tiên thầm nghĩ trong lòng, nhắm mắt lại bắt đầu chữa trị thực lực. Ông. Trong nháy mắt, đồng đậm linh khí tiến vào hắn trong cơ thể, lệnh chi chậm rãi bị bảy màu quang mang bao phủ. Ân. Ừ. Đây là tình huống như thế nào? Bảy màu quang mang. Không đúng, đây là bảy loại thuộc tính, là bảy loại thuộc tính. Sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một người tuyệt đối không có khả năng đồng thời có được bảy loại thuộc tính nhất định là ta cảm ứng sai rồi, nhất định, thảo, ta sao có thể cảm ứng sai, tiểu tử này có được bảy loại thuộc tính. Mà đương vương tiên bắt đầu hấp thu linh khí, thất thải quan mang bao phủ trong nháy mắt, vô thủy thánh cánh nội lão giả đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Hắn thân hình run rẩy, đầy mặt không thể tưởng tượng run run. Cho dù là hắn sống thượng ngàn vạn năm thần đế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Bảy loại thuộc tính, một người sao có thể có được bảy loại thuộc tính. Tiểu tử này quá quỷ dị, quá nghịch thiên lão giả hư tay không ngừng loát chính mình râu dài không ngừng đi lại sắc mặt biến ảo càng cảm ứng hắn càng thêm khẳng định kia tiểu tử xác thật là bảy loại thuộc tính bảy loại thuộc tính này đã chạm đến tới rồi hắn đường đường thần đế tri thức manh khu vừa mới thức tỉnh lại đây nói cảm giác chính mình dường như sống ở trong mộng ông đúng lúc này đang ở khôi phục thực lực phương tiên đột nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng biến ảo trước người đầu bạc râu dài lão giả xuất hiện trong người trước một đôi nóng cháy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn lão nhân, lại làm cái gì yêu? Vương tiên cao mày nhìn lão giả, lập tức hỏi. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, bản thần đế quyết định thu ngươi vì đệ tử, quan môn đệ tử. Lão giả không có để ý vương tiên vô lý, hướng tới hắn nghiêm túc nói. Ha ha, một cái người chết, còn muốn làm sư phó của ta. Cho dù ngươi thật là thần đế, cũng không có tư cách. Vương tiên nhàn nhạt nói. Không nói lão giả đã ngã xuống, cho dù là không có ngã xuống, có được thần long truyền thừa hắn, một người hư không thần đế, cũng không có tư cách làm sư phó của hắn. Người lão phu chính là thiên trận thần đế, quét ngang bát hoang lục hợp, ngươi 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 tiểu tử ngươi. Lão giả nghe được hắn nói, tức khắc bạo nộ rồi lên, duỗi tay chỉ vào hắn. Ha ha, ngươi này tao lão nhân nhưng bất an hảo tâm, lập tức lăn, đừng quấy rầy ta chữa trị thực lực, nếu không. Vương tiên nhàn nhạt uy hiếp nói. Hô hô. Lão giả hô hấp có chút dùng dập, biết Vương tiên không phải nói giỡn, thân hình vừa động trực tiếp biến mất tìm cơ hội thu phục cũng hoặc là đem chi ký ức hấp thu. Vương Tiên nhìn biến mất lão giả, chung quanh cảnh tượng khôi phục, thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục. Đáng chết đáng chết, kia tiểu tử đối ta có rất lớn cảnh giác, xem ra lần trước đoạt xá làm hắn đối lão phu có rất lớn ý kiến. Lão giả trở lại vô thủy thánh cánh không gian nội sắc mặt biến thành màu đen nói. Bảy loại thuộc tính. Trong lịch sử giống như đều không có như thế nghịch thiên tồn tại, trách không được ta đoạt xá không có thành công. Bất quá, ta nếu là có thể thu chi vì đồ đệ, ngày sau lão phu chưa chắc không thể báo thù, lại còn có có cơ hội trọng tố kim thân. Không được không được, nhưng tiểu tử này đối ta ý kiến rất lớn. Lão giả trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, vài phút sau, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Xem ra chỉ có thể một chút đổi mới hảo cảm. Hắn chua xót mặt, hướng tới hư không vị trí gật gật đầu. Ông! Ngay sau đó, ở vương tiên chung quanh xuất hiện nhàn nhạt màu tím quang mang, màu tím quang mang chợt lóe mà qua. Ân! Ừ. Đột nhiên, Vương Tiên cảm ứng được chính mình chung quanh linh khí gia tăng rồi 20 lần tả hữu. Lão Phu chính là thiên trận thần đế, thiên địa đại trận phương diện không người có thể so sánh, đây là tiểu trận, tăng lên chung quanh 20 lần linh khí. Này nếu là Lão Phu đỉnh thời kỳ, cánh tay vung lên, thiên địa đại trận hình thành, tụ tập phạm vi mấy ngàn vạn km linh khí. Ngươi nếu là trở thành Lão Phu đệ tử, Lão Phu giáo ngươi bố thiên địa chi trận, thao tác pháp tắc chi lực. Lão giả thanh âm truyền vào đến Vương Tiên trong đầu. Hắn hơi hơi nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không có đáp lại, lẳng lặng địa bàn ngồi ở chỗ kia. Hừ, mang thù tiểu tử. Vô thủy thánh cánh nội, lão giả căm giận nói. Tiểu thư, lão gia, cái kia tiểu tử đã tỉnh lại, hắn giống như đầu óc xuất hiện một ít vấn đề, liền chúng ta này tinh cầu cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, vương tiên đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Đầu óc ra vấn đề. Đó chính là nói hắn không biết chính mình đến từ nơi nào, nếu như không biết, trực tiếp ném tại gia tộc tạp dịch điện một người trung niên thanh âm vang lên phụ thân kia nói như thế nào cũng là nữ nhi ở bên ngoài cứu tới như thế nào có thể đưa tạp dịch trong điện bất mãn thanh âm vang lên thanh âm dễ nghe chúng ta thần tộc nhưng không giữ người rảnh rỗi trung niên uy nghiêm thanh âm vang lên kia không được kia làm chính hắn lựa chọn đi giọng nữ bất mãn nói vương tiên nghe bên ngoài nói chuyện với nhau thanh chậm rãi mở to mắt trầm ân sân môn mở ra trung niên phụ nhân cùng với một người thiếu nữ đi đến. Trung niên dáng người lược hiện gầy ốm, phía sau kéo một cây cái đuôi, hoặc nhìn giống như một cái thư sinh. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng tu luyện vương tiên, từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bán thần thực lực. Hắn trong lòng thất kinh, mở miệng nói. Tại hạ vương tiên, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Vương tiên đảo qua trung niên, dừng ở tên kia diện mạo tinh xảo, trên mặt phân biệt có được ba đạo màu hồng phấn dấu vết, hồ ly lỗ tai cùng với đuôi cáo thiếu nữ hắn trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, chắp tay. Còn nhớ rõ tên. Trung niên nhướng nhướng mày. Tấu chương xong.